khám phá và tìm hiểu những kiến thức trong các lĩnh vực của đời sống xã hội chính là tiêu chí mà chương trình Kiến thức gia đình muốn mang đến cho quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu một số mẫu trang sức đang rất được yêu mến của thương hiệu Bảo Tín Minh Châu. Những mẫu trang sức gắn ruby, sapphire, kim cương, ngọc trai vẫn là những lựa chọn hàng đầu của phụ nữ thành đạt có địa vị trong xã hội. Dù ở lứa tuổi nào, theo phong cách cổ điển, lịch lãm hay trẻ trung ấn tượng, thì sắc màu ruby và sapphire vẫn luôn biết chiều lòng tín đồ thời trang. Chúng hấp dẫn bất kỳ ai bởi sắc màu ấm áp nồng nàn. Không những vậy, trang sức gắn đá ruby, sapphire còn có độ cứng cao, chịu sự va đập, khó chảy xước, rất phù hợp với nhiều hoạt động hàng ngày của phụ nữ năng động hiện đại. Người ta cũng cho rằng ruby chính là giọt máu trái tim người mẹ vĩ đại của muôn loài, là thần đất mang lại sức khỏe, hạnh phúc và may mắn cho người sở hữu. Trong khi đó, sapphire với màu sắc bí ẩn được xem là tấm bùa hộ mệnh, mang lại sự may mắn. Chúng là biểu tượng của tình yêu, niềm vui và phú quý. Nhờ vào việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trên thế giới, các công nghệ chế tác hiện đại, các sản phẩm trang sức vàng gắn ruby, sapphire, kim cương tự nhiên được chế tác tinh xảo, sang trọng. Những viên đá quý kim cương tự nhiên được cắt mài cẩn trọng nhằm tôn lên màu sắc đặc trưng của từng loại đá quý. Trang sức Bảo Tín Minh Châu mang lại vẻ đẹp sang trọng, quyến rũ, vẻ đẹp quyền lực và bí ẩn cho người phụ nữ. Trong những mẫu trang sức hè 2015, bạn còn được chiêm ngưỡng những mẫu trang sức gắn ngọc trai, vốn được mệnh danh là báu vật của biển khơi. Ngọc trai được kết thành từ một cơ thể sống mang trong mình một vẻ đẹp huyền diệu, ngọt ngào và cao quý. Chúng còn là hình ảnh của sự thành công vượt lên tất cả để tỏa sáng. Với phụ nữ Việt, phong cách quý phái, nền nã, thanh lịch của người phụ nữ không thể thiếu trang sức gắn ngọc trai làm điểm nhấn. Các chuyên gia Bảo Tín Minh Châu khuyên chị em phụ nữ khi lựa chọn trang sức ngọc trai thiên nhiên nên đến các địa chỉ có uy tín, giàu kinh nghiệm trong thẩm định đá ngọc. Đồng thời, các sản phẩm có chứng thư kiểm định của các viện học uy tín như viện VGC, GIV hoặc Game Center theo tiêu chuẩn quốc tế về 2C4S. Là con người có dấu ấn, bạn hãy lựa chọn cho mình một phong cách riêng về thời trang để mỗi ngày mới, mỗi mùa mới luôn sẵn sàng với những trải nghiệm đầy thú vị và đạt được thành công, hạnh phúc và tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.